Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục với loạt video của môn là linear algebra. Ở trong video ngày hôm nay là chúng ta tìm hiểu properties of a determinant. Các em sẽ tiếng Việt là chúng ta tìm hiểu cái tính chất định thức. Sau đây là chúng ta khảo sát lần lượt các tính chất. Tính chất đầu tiên là nếu tất cả các phần tử của một hàng hay là một cột nó đều bằng 0 thì chúng ta có được là định thức nó sẽ bằng 0. Ví dụ ha, định thức này nó có hàng số 1 mà tất cả các phần tử đều bằng 0 thì chúng ta có được kết quả định thức nó bằng 0. Các em xong được tính chất số 1, sau đây là chúng ta tính chất số 2. Tính chất số 2 là định thức của mặt trận đơn vị nó bằng 1. Ví dụ cho định thức của mặt trận I3 thì chúng ta có được, đây là định thức của I3 ha, là các phần tử nó nằm trên hình chiếu chính đều bằng 1 và các phần tử còn lại đều bằng 0 thì chúng ta có được định thức này nó bằng 1. Vậy chúng ta đã xong được tính chất số 2. Sau đây là chúng ta xin tính chất số 3. Tính chất số 3 là định thức của mặt trận nó bằng định thức của mặt trận chỉ vị của nó. Thì chúng ta có được, giả sử đây là det A ha, còn đây là det của A mũ T, tức là định thức của mặt trận chỉ vị, hai cái này bằng nhau. Vậy chúng ta xong được tính chất số 3. Sau đây là chúng ta xem tính chất số 4. Nếu tất cả các phần tử của một hàng hay là một cột nó nhân cho một số k thì chúng ta có được là có thể đem k ra ngoài ha. Chỗ này là hàng số 1 có k nhân a1, k nhân b1, k nhân c1, k em rút k ra ở trong còn lại định thức này. Tương tự thì định thức này nó sẽ bằng định thức này. Vì lý do là hàng số 1 là MA1, MB1, MC1, kèm với M ra thì MM nó diệt kêu. Các em xong được tính chất số 4. Sau đây là chúng ta sẽ tính chất số 5. Tính chất số 5, nếu chúng ta đổi chỗ hai hàng hay là hai cột, điều đó đồng nghĩa là định thức nó sẽ đổi dấu. Ví dụ định thức của mặt trận này, nếu chúng ta đổi chỗ hàng 1, hàng 2, hàng 2 trở thành hàng 1, hàng 1 trở thành hàng 2 thì có dấu trừ chỗ này ha. Các em xong được tính chất số 5, sau đây là chúng ta xem tính chất số 6. Thì định thức của k nhân a với k là một số thì nó bằng là k mũ n nhân định thức của mặt trận a với n là cấp của mặt trận vuông A ha. Và tiếp theo là định thức của tích AB nó bằng định thức của mặt trận A nhân định thức của mặt trận B. Tiếp theo là định thức của mặt trận A mũ N nó bằng định thức mũ N. Định thức của mặt trận nghịch đảo nó bằng là 1 chia định thức của mặt trận đó. Vậy chúng ta xong được tính chất số 6. Sau đây là chúng ta xem tính chất số 7. Tính chất số 7, nếu cho một định thức mà một hàng hay là một cột nó bao gồm là tổng của hai hay nhiều phần tử thì định thức các em có thể tách ra nó bằng là tổng của hai định thức. Ví dụ ha, là xét định thức này thì chúng ta thấy rằng cột số 1 nó được biểu diễn là cộng hai phần tử nên em tách ra a1, a2, a3 điểm hai cột còn lại x, y, z điểm hai cột còn lại lần lượt là hai định thức này. Các em xong được tính chất số 7. Sau đây là chúng ta sang tính chất số 8. Tính chất số 8
là giá trị của định thức không đổi. Nếu một hàng hay là một cột được biểu diễn là tổ hợp tuyến tính của các hàng hay là cột còn lại, giả sử định thức này, nếu chúng ta biểu diễn cột số 1 là tổ hợp tuyến tính của cột số 2 và cột số 3 thì hai định thức này nó sẽ bằng nhau.